Ok, xin chào các bạn dí sóc fan yêu quý của Belo. Và rất là vui khi tiếp tục gặp lại các bạn trong buổi livestream trực tiếp tại Belo trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ở trong video clip ngày hôm nay thì Belo sẽ đập hộp cho bạn xem một phiên bản dí sóc trong suốt cho dòng dí sóc DW5006. Và như các bạn đã biết thì chúng ta đã có những cái huyền thoại dí sóc mặt vuông, dí sóc DW5006 với kiểu dáng khai sinh ra thương hiệu đồng hồ dí sóc là 5006E, hay là phiên bản năng lượng mặt trời G5006E, cũng như là những cái phiên bản phối màu đặc biệt Black Basic như là DW5006BBN hay là DW5006BB. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có được tiếp tục có một phiên bản màu mới cho dòng G-Shock DW5006. Thì với cái phiên bản G-Shock trong suốt cho dòng 5006 thì Casio G-Shock họ cũng ra mắt cái phiên bản có thể nói là semi skeleton, đó là DW5006SK rồi. Tuy nhiên thì nó không thực sự là trong suốt hẳn, thì tiếp tục Casio G-Shock họ giới thiệu tiếp một phiên bản G-Shock trong suốt nữa cho dòng G-Shock DW5006, đó là 5006SKE7. Và cái phiên bản 5006SKE7 này thì nó nằm chung với bộ sưu tập của GA21SKE7 cũng như là GA700SKE7. Thì GA21SKE7 thì Belo cũng đã đập hộp cho các bạn xem rồi. Thì tiếp tục còn hai cái phiên bản nữa là GA700SKE7 cũng như là DW5006SKE7 trong buổi livestream ngày hôm nay thì Belo sẽ đập hộp cho các bạn xem. Ok, chúng ta vẫn sẽ có cái module máy là 3229 của dòng DW5006 nói chung. Thì các bạn có thể tham khảo cái video clip và cách chỉnh giờ cho G-Shock DW5006 với module 3229 mà Belo đã thực hiện rất là chi tiết ở trên kênh YouTube G-Shock VN nha. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp nhanh trong video clip ngày hôm nay. Và 5006SKE7 thì chúng ta sẽ được trang bị một cái bộ hộp, bộ phụ kiện hết sức là cơ bản của G-Shock thôi. Chúng ta sẽ có cái tấm trưng bày này giúp cho các bạn trưng bày theo kiểu A, kiểu ngửa lên hoặc là kiểu B này, đó, kiểu nằm dọc này. Thì các bạn có thể kết hợp với cả cái hộp thiết ở trong hộp này để các bạn trưng bày ở trên bàn học hay bàn làm việc của các bạn. Chúng ta sẽ có cái thẻ bảo hành quốc tế với thời hạn bảo hành quốc tế 1 năm, một cái sách về bảo hành quốc tế với các cái điểm tiếp nhận bảo hành quốc tế của Casio G-Shock trên toàn cầu. Thì các bạn sẽ nhận được hai chế độ bảo hành là 1 năm trên toàn cầu và 5 năm điện tử cho thân máy ở trên toàn quốc của Việt Nam. Và chúng ta sẽ có một cái user guide module 3229 rất là quen thuộc của dòng 5006 rồi. Thì nói chung thì 5006 của chúng ta với module 3229 thì nó cũng rất là đơn giản để chỉnh thôi. Chúng ta vẫn sẽ có những cái tính năng chung như là xem giờ hay là bấm giờ thể thao, bấm giờ đếm ngược, báo thức cũng như là đèn flash. Thì ở trong đoạn đầu video clip này thì mình vừa mới show cho các bạn cái đèn flash. Thì khi mà các bạn thấy cái biểu tượng này, biểu tượng hoa thị này nó hiện lên thì tức là chúng ta đã kích hoạt cái chế độ đèn flash. Thì khá là nhiều các bạn không biết về tính năng này, thì các bạn hỏi Belo cũng rất là nhiều. Thì cái biểu tượng ở trên cái màn số của 5006 này nó sẽ là đèn flash nha. Thì cái đèn flash này thì nó sẽ được kích hoạt khi mà các bạn bấm giờ đếm ngược nó về không, thì các bạn sẽ thấy là đồng hồ nó sẽ kêu pip 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 lên, và kèm với đó thì chúng ta sẽ có cái đèn flash nhấp nháy đó. Ở trên bàn làm việc của Belo hiện tại thì nó sẽ có cường độ ánh sáng rất là lớn, do đó là các bạn sẽ không nhìn rõ được cái ánh sáng của cái đèn flash này. Tuy nhiên thì khi mà các bạn xem trong bóng tối á thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Và cái đèn flash này thì nó sẽ được kích hoạt qua cái chế độ báo thức. Đến giờ báo thức thì ngoài cái tiếng kêu pip 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 mà các bạn vừa nghe thì chúng ta sẽ còn có cả cái đèn flash nữa, để giúp cho chúng ta tiện tìm đồng hồ trong bóng tối để tắt nó đi hơn và chúng ta dễ dàng dậy hơn. Ok, đó, đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn đang thắc mắc về cái vấn đề đó thì các bạn sẽ được giải đáp nhanh như vậy rồi. Và 5006SKE chúng ta làm rất là gọn gàng trong tiếc hộp thiếc này. Thì với cái hộp thiếc này thì các bạn có thể kết hợp với cả cái phần bộ bày này, thì các bạn có thể đặt nó vào lòng này. Các bạn mở nắp ra, các bạn đặt nó vào lòng thì các bạn có thể bày theo kiểu ngửa lên hoặc các bạn có thể bày theo kiểu dựng lên như thế này đó. Ok, rất là đơn giản như vậy rồi. Và xin chào các bạn với DW5006SKE7. Như mình đã nói ở trong đầu clip thì đây sẽ là một cái phiên bản trong suốt hoàn toàn, tương tự như là GA21SKE7 hay là GA700SKE7. Ok, chúng ta sẽ không còn có là cái skeleton màu khói, smoky skeleton hay là semi skeleton nữa, mà ở đây chúng ta sẽ có một cái màu skeleton thực thụ. Ok, chúng ta sẽ được trang bị một cái bộ dây này, bộ dây trong suốt với đai cài dây cũng là bằng nhựa trong suốt này. Chúng ta sẽ có một cái phần khóa thép này được hoàn thiện theo kiểu thép sáng bóng, và phần viền vỏ benzen thì chúng ta cũng sẽ được làm một cái màu nhựa trong suốt này, và thân của chúng ta thì cũng sẽ được sử dụng cái thân
cơ bản như là những mẫu Dell 5600E thôi. Và ở đây thì Casio họ có dùng một cái màu nó không hẳn là màu đen. Đó, nó hơi ngả ghi một chút thì nó sẽ đem lại một cái tổng thể sáng sủa hơn cho DW 5600. Về mặt của 5600SKE thì như các bạn đã thấy ở trên màn hình thì nó là khá là tương đồng với cả mặt của DW 5600BBN, và nó sẽ sáng hơn những cái phần tách Casio này hay là tên những cái nút bấm này thì nó sẽ sáng hơn hẳn so với cả mẫu DW 5600BB. Thì với các bạn mà các bạn đang sử dụng những cái mẫu DW 5600BB thì các bạn hoàn toàn có thể đặt cái bộ dây vỏ của 5600SKE này để các bạn có thể khoác lên mình cái bộ dây vỏ mới cho phiên bản 5600BB hay là BBN của các bạn, thì các bạn cũng có thể tự tạo cho mình được một cái phiên bản skeleton trong suốt cho dòng DW 5600. Ngược lại thì nếu mà các bạn chưa sở hữu những cái mẫu G-Shock DW 5600 thì các bạn cũng có thể mua cái phiên bản này, và sau đó là các bạn có thể đặt mua thêm của Belo những cái bộ dây màu đen hay là vỏ màu đen vào đây của 5600BB thì nó cũng sẽ tạo nên những cái phiên bản màu đen hai thái cực, nó sẽ rất là khác nhau và nó sẽ giúp cho các bạn có được những cái phiên bản nó hoàn toàn tương phản, và khi mà các bạn thay vỏ xong thì nó gần như là nó sẽ lột xác và thành một chiếc đồng hồ hoàn toàn mới. Về cơ bản thì các cái nút của 5600SKE cũng sẽ được giữ nguyên so với những cái mẫu 5600 khác. Nói chung chúng ta vẫn sẽ gồm có 3 nút, là 4 nút là Adjust Mode, Live và Start Stop. Ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có nút Adjust này được làm thụt vào, vì khi mà các bạn ấn nút Adjust này thì nó sẽ truy cập vào chế độ chỉnh giờ luôn. Thì do đó là chúng ta sẽ có cái nút Adjust này nó thụt vào. Thì đây cũng là một cái mà các bạn G-Shock fan cũng rất là hay hỏi Belo. Thì đây không phải là lỗi cho các bạn, đây là một tính năng. Ok, đây là một tính năng để giúp cho các bạn không bị bấm nhầm vào cái nút Adjust. Rồi, và ba nút còn lại thì nó sẽ vẫn lồi lên như thông thường. Ok, rồi, và các bạn có thể tham khảo cái video clip cách chỉnh giờ mà Belo đã thực hiện ở trên kênh YouTube G-Shock VN nha. Nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó Belo cũng thực hiện rất là chi tiết, và đó là nếu mà hướng dẫn lại thì nó sẽ rất là mất thời gian và nó không cần thiết trong video clip này. Đó, chúng ta vẫn sẽ có được những cái tính năng như là đèn flash hay là những cái start stop báo thức đầy đủ. Ok, chúng ta vẫn có bấm giờ này, đó, bấm giờ đếm ngược này. Rồi, chúng ta sẽ có stopwatch này với độ chính xác 1 phần 100 giây này. Nói chung thì với 5600SKE thì ngoài những cái thiết kế rất là ấn tượng của một cái phiên bản G-Shock trong suốt thì chúng ta vẫn có những cái tính năng rất là đủ dùng để cho các bạn có thể yên tâm sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thì với kích thước thì 5600SKE của chúng ta vẫn sẽ có kích thước hoàn toàn tương tự như là 5600BB hay là 5600E thôi. Thì các bạn mà đã đeo đẹp với cả những cái mẫu 5600 mặt vuông đó thì các bạn sẽ đeo rất là ok cái phiên bản 5600SKE này. Nói chung thì với những cái dòng G-Shock 5600 thì chúng ta sẽ có cổ tay khoảng 14, 14,5 trở lên là chúng ta đã đeo được rồi. Đây là một trong những phiên bản G-Shock cho cổ tay nhỏ bán chạy nhất tại Belo. Chúng ta sẽ có kích thước vỏ chi tiết, nó là 48,9mm cho chiều cao này, 42,8mm cho bề ngang và 13,4mm cho độ dày. Và tổng trọng lượng của nó sẽ là 53g, một trọng lượng rất là tốt, đủ để các bạn có thể thoải mái các bạn đeo và sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ok, với cái bộ vỏ này, bộ vỏ dây vỏ trong suốt này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là chúng ta lưu ý hơn trong quá trình sử dụng một chút, chúng ta tránh, chúng ta ngâm, chúng ta đi tập thể thao, chúng ta toát ra mồ hôi thì khi mà chúng ta tập thể thao xong thì chúng ta nên xối vào nước để cho nó gột sạch những cái mồ hôi hay là những cái bẩn nó bám, nó kết ở trong cái bộ dây này đi, để giúp cho bộ dây nó không bị ố trong quá trình sử dụng. Và hai nữa thì nếu mà ok nhất thì các bạn có thể sắm thêm cái bộ dây đen vào để các bạn có thể mix liên tục giữa các loại dây khác nhau, thì cái cường độ sử dụng giữa mỗi loại dây nó cũng được giảm đi, do đó là các bạn cũng sẽ sở hữu được những cái bộ dây trong suốt với một cái thời lượng sử dụng nó dài hơn, tốt hơn rất là nhiều. Ok, và 5600SKE của chúng ta sẽ có mức giá là 3.282.000 đồng, và đây là mức giá niêm yết chính thức tại thị trường Việt Nam. Và các bạn có thể truy cập vào đường link mà Belo để ở trong phần mô tả thì sẽ có mức giá sale cực kỳ là hấp dẫn, cũng như là những cái phần quà rất là giá trị để tặng kèm riêng cho các bạn khi mà các bạn mua G-Shock tại Belo. Và ngoài những cái đảm bảo như là chúng ta sẽ có tem vàng chống giả phía sau nắp lưng này,
và tem bảo hành chính hãng giúp cho các bạn được bảo hành 5 năm cho thân máy ở trên toàn quốc. Thì Belo sẽ giới thiệu thêm cái thẻ thay pin miễn phí trọn đời, thì các bạn có thể mang qua hai điểm của Belo tại Belo Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là Belo Lê Thái Tổ, theo địa chỉ và thông tin như cái tấm card thẻ thay pin này, để các bạn được thay pin miễn phí trọn đời. Và tuổi thọ pin của DL506 SKE thì cũng hoàn toàn giống với cả 506E thôi, và hãng họ thông báo xấp xỉ nó sẽ là 2 năm. Tuy nhiên thì thời lượng thực tế sử dụng chúng ta có thể lên đến khoảng 3 đến 5 năm thì chúng ta mới cần phải thay pin. Và trong 5 năm thì chúng ta sẽ được hãng thay pin trực tiếp cho các bạn, và ngoài 5 năm thì Belo sẽ trực tiếp Belo thay cho các bạn, và tất cả thì sẽ đều đảm bảo là giữ nguyên cái mức độ chịu nước sau khi thay, cũng như là những cái pin mà Belo sử dụng thì đúng với cái quy chuẩn của hãng, cũng như là kỹ thuật thay đúng với quy chuẩn của hãng, để giúp cho các bạn luôn luôn yên tâm khi mà các bạn mua G-Shock tại Belo. Ok, và một video clip đập hộp nhanh cái phiên bản 506 SKE 7 vừa mới cập bến Belo Lê Thái Tổ, và đây có thể nói là một phiên bản hoàn thiện nốt cho cái dòng, mà cho cái phong cách thiết kế skeleton của 506 tại Belo, cũng như là cho G-Shock trên thị trường toàn cầu. Và chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái phiên bản G-Shock trong suốt rồi, như là phiên bản dây trong suốt màu xanh, hay là trong suốt điểm cam nó rất đẹp, thì những cái phiên bản đó thì đều có mặt tại Belo để các bạn có thể lựa chọn, và các bạn có thể đánh cái đầu mã là DW5006 ở trên web belo.vn để các bạn có thể xem được toàn bộ những cái phiên bản của 5006, hoặc các bạn có thể lên Google và các bạn đánh cái keyword là DW gạch ngang 5006 cách Belo, thì chúng ta cũng sẽ ra được cái bộ sưu tập các mẫu của DW5006 đã được Belo tổng hợp rất là đầy đủ. Thì các bạn yêu thích mẫu nào thì các bạn hoàn toàn có thể đặt mua ngay ở trên website, hoặc các bạn có thể inbox trực tiếp cho fanpage shop VN để các bạn chăm sóc khách hàng của Belo có thể trực tiếp phục vụ các bạn. Ok, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay. Rất mong qua video clip này đã đem được đến những cái hình ảnh trực quan cho các bạn chúng ta đang phân vân, và chúng ta đang tham khảo cái phiên bản DW506 SKE7 tại Belo. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn, và rất mong sớm gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.